quay trở lại với con béo mô tô vlog. Sau lưng mình đây là hai chiếc Yamaha XSR 155, một chiếc màu đen và một chiếc màu vàng. Hai chiếc này ô đô xem như nhau, một con 9.700 km, một con hơn 10.000. Hai chiếc xe này đều đã được bảo dưỡng tại tổng công ty mô tô, gồm những mục hạng mục như nào, vệ sinh cổ cốt này, thay nước mát này, thay dầu máy này, thay lọc gió này, vệ sinh phanh trước phanh sau này, thay dầu phanh trước dầu phanh sau, vệ sinh pin phun của lốp, và tiếp theo 12.000 cây đến 15.000 cây nữa. Thưa anh em, nếu anh em mua con 9.700 là 10.000 cây đi, thì đến km thứ 22.000 hay 25.000 anh em mới cần bảo dưỡng. Camera đi vòng đi em, thay đổi khúc cảnh tí cho đây. Hôm nay mình sẽ review cả hai chiếc xe này và đều bán cho anh em luôn. Và cái tại sao là đến 9.000 cây hay là 10.000 cây là bảo dưỡng, thì theo quy định của hãng là từ 8.500 đến 12.000 là sẽ bảo dưỡng lớn lần đầu, là thay nước mát, pin phun, buồng đốt, lọc gió, thì những cái này đã được hệ thống quy tính mô tô làm hết rồi. Và hôm nay mình bán hai chiếc này với giá 7x, x nhỏ nhỏ xích xích thôi, còn x nhỏ xích như nào ấy thì anh em mình sẽ cùng review. Và tại sao lại thấy là có giá nó khác nhau đấy, đây này, thì nó liên quan đến vấn đề là đồ chơi lên xe thôi, còn giá thì hai con nó đều trên xe với nhau. Thì anh em lựa chọn một chiếc là 72 triệu và một chiếc là 74 triệu, thì con này là biển của Hà Nam, con này là biển của Tuyên Quang đấy. Và con này thì là option lại khác một chút nhá, con này là có yên zin lẫn cả yên độ, anh em thích chọn yên nào thì lấy yên đấy. Đây là lựa chọn của anh em, hoặc là các bạn mà đi bản đen này có thích yên này mình cũng lắp cho anh em luôn. Và đây hôm nay mình sẽ review hai chiếc xe nhá. Ok anh em, chúng ta bắt đầu thôi. Một, ok anh em vào luôn nhá, vào chiếc đắt tiền trước đi. Chiếc màu đen này xin giới thiệu anh em là Odo đây, camera đi vào đây để xem Odo. Đã dán PPF và mặt bảo vệ đồng hồ rồi anh em yên tâm. Odo 9.732 cây, 9.732 cây đã được đủ, đã được bảo dưỡng toàn bộ rồi. Nước mát, dầu máy, nước mát anh em đi 10.000 cây, dầu máy thì các bạn đi thêm 2.500 cây nữa mới cần thay. Và bây giờ mình sẽ review tại sao chiếc này có giá 74 triệu nhá. Đầu tiên là của anh em Hà Nam này, tiếp theo nữa là đồ chơi lên này. Đầu tiên là con Vidong MT03 kèm với gù xéo đưa về người. Đấy, kèm gù xéo đưa về người. Thêm cái nữa này em ạ. À, anh em ạ, chân chống giữa thể lắp đi để vệ sinh chân đồng giữa, chưa hết đâu anh em. Đấy, vẫn hai chìa zin này, các bạn nhìn quả chìa uy tín không? Đấy, các anh em nhìn quả chìa này, hai chìa luôn, một chìa chưa dùng. Đấy, đầu tiên là cùng nâng ghi đông cả ghi đông. Thêm cái nữa này các bạn ơi, đây đôi trợ sáng mini. Đấy, thì anh em biết cái đèn zin nó hơi tối, các bạn này nếu mà đi tour đi nhá thì chúng ta cần thêm trợ sáng hoặc trợ sáng mini. Bạn này đã lên trợ sáng mini. Tiếp theo nữa là gì? Đây, một bộ chống đổ SSS. Thì bộ này nó hơi sức một tí do là thời gian thôi. Thì anh em cái này thì mình khi mua thì mình sẽ sơn lại cho các bạn nếu các bạn yêu cầu. Đấy, mình có thể sơn lại cho các bạn được cái chống đổ ấy luôn. Thêm cái nữa này. Đấy, máy zin rồi. Ok, mình cam kết là máy zin này, chưa đụng chạm, chưa sửa chữa này. Khung sườn zin này, chưa đâm đụng này. Đấy, các bạn nhìn cái điểm này, các cái điểm chân này. Đấy, ốc cần chân các thứ vẫn còn nguyên, còn lạnh. Đấy, đồ chơi thêm cái nữa này, cái tay sách. Ngoài cái chống đổ ra thì tay sách dắt xe. Thêm cái nữa nhá, cái này là cái em biết làm gì không? Làm cái baga để đặt xuống để đỡ cái túi ấy. Đấy, tát biển, tát biển độ, tát biển zin vẫn còn nha anh em. Đấy, tát biển độ, rè chắn bùn. Chưa hết đâu, camera đứng ra. Em gì nào? Chơi chưa? Bộ đông sen đĩa Rector. Xích này là xích DID luôn, DID Thái Lan, hàng chính hãng, có phớt cao su luôn. Màu vàng rất đặc trưng nha anh em. Anh em nhìn cái màu vàng già này cực kỳ đặc trưng của DID luôn. Đây là mã nó nằm đây, DID. Đấy, đây này, các bạn nhìn này. Đấy, DID. Con này hàng chính hãng luôn nhá, không phải hàng DID Đài Loan này liếc gì đâu. À, điều khác biệt hơn chút là chiếc xe này chủ xe chưa lên xi nhan. Thì anh em có thể thay cho mình những cái xi nhan đồ chơi, xi nhan tàng hình các thứ, đủ tùy lựa chọn các bạn. Đấy, còn con này lên phát biển các thứ rồi. Lốp zin này, anh em nhìn lốp zin vẫn còn ngon này. Nhìn cái vân giữa, chủ xe đi rất ít và không chạy tua nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì cái vân giữa, cao su vân giữa vẫn còn. Tức là bạn này bạn đi Odo 9.000 cây nhưng đi toàn đi công phố là chính, không có bị tua bao giờ. Đấy, chúng ta cũng quay trở lại thêm chiếc xe này. Cái mô này hơi bị xước, do là cô em này sinh năm 2 24 em ạ, trẻ lắm. Chủ xe này sinh năm 2 24.
bạn là học sinh ở phố Trần Duy Hưng đấy, bạn ấy ở mình mua xe, bạn ấy ở ngõ Trần Duy Hưng này, ngõ 204 Trần Duy Hưng, bạn ở chung cư đấy, thì chiếc xe này mình anh em mua về thì nên thay cho mình bộ dung xích. Bộ dung xích thì nó chưa phải là hỏng, nó hơi kém một tí thôi, thì bộ dung xích này anh em hoàn toàn có thể đi thêm khoảng tầm 5.000, 8.000 cây nữa. Nhưng mà có điều kiện thì thay luôn bộ dung xích Victor như con này thì sẽ ok hơn. Thì nên là con này giá nó sẽ rẻ hơn một tí, 72 triệu đấy. Và cái này là xe đã rửa máy sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi, anh em mua về thì nó sử dụng thôi. Chống đổ thì cô em này lắp cái chống đổ xuyên khung thôi, chứ lại không phải là lắp cái chống đổ SS như bên này đấy. Cái yên ấy thì có hai lựa chọn, một là anh em lắp yên zin, hai là lắp yên độ này. Vì tại sao mình đang thừa cái yên độ này đấy, cái yên độ này là của con 72 nhà mình đang để ở nhà mình, xe biển Vũng Tàu mà nó hơi khó một tí, nhưng mà con đấy lại lên rất là nhiều đồ chơi và lên yên rồi ngồi, thì mình lắp thử để cho anh em có thể chọn yên zin hoặc yên độ này nhá. À, anh em nào nhanh thì có quyền lựa chọn, anh em nào đến đầu tiên thì sẽ được lựa chọn, chứ còn bạn thứ hai đến và em muốn yên độ này nữa là không khó đâu anh em, không khó nhá. Đấy, chiếc này thì là lắp thêm một cái gương bên trái H2C đấy, chìa khóa đây anh em, vẫn hai chìa zin luôn, chìa kia ở Zano, chìa này Yamaha này đấy, hai chìa zin luôn. Odo các bạn đây, vào đây 10.000 cây đấy. Đây chờ anh thì anh chỉnh cái Odo, ba Odo zin luôn nha anh em nhá, 10.134 cây, hơn con kia được 300 cây nhờ. Nhưng giá rẻ hơn được 72 triệu thì là nó lên được ít đồ chơi hơn. Đấy, xin nhan này, thì cái vít L19 này. Đấy, lốp zin này anh em này, các bạn thấy không, lốp zin này. Xe nhà mình mua toàn là xe đẹp, không đâm đụng tai nạn các thứ, xe ngon mình mới chơi không. Một chiếc ngon lành nhá, bao luôn. Đấy anh em, đấy, các bạn thấy không, cần chân này. Đấy, vẫn cần chân này. Đấy, có này là xước sát là do là nói thật là anh em để xe ở chung cư mini ấy, nó sẽ bị xước sát nhiều hơn. Thì chiếc này là chiếc màu bạc, có giá là gì? 72 triệu. Đấy, anh em mua xe mà muốn sang tên chính chủ hoặc là cứ để xe như này làm một quyền, bên mình cũng có dịch vụ đấy luôn. Thì các anh cứ là bọn mình có nhận hết các cái dịch vụ anh em. Và anh em có một điều đặc biệt hơn một chút, nếu anh em nào muốn độ, mình cũng nhận độ luôn lên cho các bạn luôn. Xe thì bao cam kết ngon ngon lành cảnh đảm, anh em cứ mua về trải nghiệm. Nếu anh em muốn độ luôn thì cũng được luôn. Sau đây là đừng quên là like, subscribe kênh YouTube mình. Sau đây mình sẽ làm review cho anh em một con xe chủ xe mua xe của nhà mình và độ lên bản Black Edition rất là đẹp, chỉ có khoảng tầm 16 triệu thôi, dưới 20 triệu luôn. Có một chiếc xe độ full luôn bản Black Edition. Hãy cùng xem mà like, subscribe kênh YouTube mình. Sau video này thì mình sẽ làm cái review chiếc xe đấy của em trai. Thì rất là mong anh em ủng hộ like, subscribe. Và nếu mà mua được, các anh em có nhu cầu mua xe mình càng tốt, Zalo 0942795678 hoặc fanpage Quy Tim Mô Tô phụ tùng xe độ Hà Nội, hoặc Zalo của Tiến Kỷ 0971971400. Đấy, nhớ số rồi. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những video sau. Bye bye các bạn.